Xuân ơi tiền, tiền 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 là tuyền 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 của thanh nữ của tiệm chúng tôi. Dạ sao chị? Em có thấy lạ không? Tự nhiên chị thấy như tâm trạng của anh Khôi phơi phới hừng hực là sao vậy? Trời ơi, có gì đâu mà lạ, đang yêu cho nên là tâm trạng tương tự vậy đó. Đang yêu? Ôi chúa cha, đang yêu ai vậy? Thôi, nói ra luôn đi nha. Bỏ mộng đi chị ơi. Hả? Không phải chị đâu. Nhưng mà em biết. Vậy là ai vậy? Là Vân nói cho chị nghe đi. Anh yêu ai vậy? Em biết nhưng mà thật ra là em không có thể nào bán đứng cậu Khôi được hết. Gì? Mình bán đứng mà nếu mà được giá cao thì cứ bán đi, không sao đâu cưng. Dạ. Thôi. Bán đi mà chị năn nỉ mà. Không được đâu, chị biết đó, cậu Khôi tốt với em lắm. Nhưng mà chị cũng tốt với em vậy, chị năn nỉ em đó. Không được đâu, thôi mà chị đừng năn nỉ, em không bán đứng cậu Khôi đâu. Ôi, vất vả quá. Ôi, éo le quá, khó khăn rồi đây. À, chị hiểu rồi, không sao. Em cứ giữ cái tình cảm dành cho anh Khôi đi. Còn chị, chị ra đây là một quyển tóc đẹp. Duy à, chị có một cái quyển tóc đẹp của năm 2017. Chị có ở đây. Nhưng mà chị không biết là bây giờ có nên trao tặng cho ai không. Thì tốt nhất là ta nên đem đi bán với chai. Trời ơi chị. Trời ơi, cái cuốn tạp chí này á, là chỉ có 1000 cuốn thôi đó. Em xếp hàng hoài mà vẫn không mua được. Làm sao mà em mua được? Tại vì khi hay tin người ta bán cái tạp chí này là chị đã văng bùm ngay cái shop của người ta, chị ngủ rồi. Trời. Chị muốn mua cái cuốn này để chị tặng cho Khôi. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ rằng ở nơi đây không ai hợp nữa. Thôi được rồi, chị đem bán với chai. Cái gì cho chị? Thôi. Thôi đừng bán, tặng cho em đi. Tặng cho em. Dạ. Với một điều kiện, em phải nói cái bí mật đó cho chị nghe. Em không bán đứng cậu Khôi được. Không bán đứng thì chị bán vậy trai. Rồi. Em không bán đứng cậu Khôi được đâu nha. Nhưng mà em chỉ có gợi ý thôi, rồi chị tự điều tra đó. Chị nói lẹ đi, chị vốn thông minh mà. Rồi được. Mà chắc chắn là em không có bán đứng cậu Khôi đâu đó. Mày nói nhiều quá, lẹ đi. Chị có biết á, khi mà người ta đang yêu á, người ta thường có cái gì không? Không, chị không biết. Đương nhiên yêu là phải có hình rồi. Wow, hình người mình yêu đó. Người mình yêu. Rồi chị biết để đâu không? Sao chị biết được? Thì chắc chắn là phải để trong bóp, để bên mình rồi. Vậy khó quá à. Làm sao mà giờ tự nhiên chị đè anh Khôi xuống, chị giật cái bóp mà chị coi cái hình. Thôi chị không có làm vậy được đâu. Mà chị yên tâm đi, cậu Khôi đâu có để bóp trong túi đâu, đâu có để hình trong bóp đâu. Vậy chứ hình đang nằm đâu? Thì cái hình nằm trong cái cuốn album tóc của tiệm mình đó. Ở đâu, giúp giùm chị đi, chị rối quá à, chị. Nhưng mà em nói là em không có bán đứng cậu Khôi đâu rồi nha. Biết rồi mà. Đây nè. Cuốn album. Rồi bây giờ chị làm sao? Thì nó nằm trong trang cuối đó, chị coi đi. Nhưng mà nhớ nói với cậu Khôi là em không có bán đứng cậu Khôi đâu đó. Vô đi. Mệt rồi. Cái câu rồi nói hoài. Bán đứng gì không biết. Thì ra đây là một cô gái mục ruồi. Ủa? Mục ruồi có gì đâu mà đẹp. Khôi. Sừng sừng ơi sừng đã về. Có nơi gì nào đi. Sừng sừng đã về. Vậy là muốn ám chỉ Xuân có buồn. Con nè. Dạ. Theo như cái quẻ xăm này nói đó, thì là cái người phụ nữ kia nhan sắc tầm thường, mắt hí mũi tẹt răng hô, nói chung là thua xa con. Thích quá. Cái quẻ xăm dễ
thương quá. Đúng rồi, con nhìn con đi, con hãy tự tin lên. Dạ. Con tay dài, chân dài, dạ, gương mặt xinh xắn. Dạ. Con đẹp giống như là hoa hậu Phạm Hương vậy đó. Dạ, cảm ơn cô Bảy. Chỉ thua có cái dáng với cái mặt thôi. Nói chung là con vẫn đẹp hơn người đàn bà đó. Ông sao hết đó, ông sao. Dạ. Chết rồi con ơi. Dạ, dạ sao nữa? Bảy nói con nghe không ổn rồi con ơi. Dạ sao? Tuy là cái người đàn bà đó nhan sắc tầm thường, thế nhưng mà trên gương mặt của cô ta thì có một điểm để cho bồ con chết mê chết mệt. Là sao vậy cô Bảy? Trời ơi, trên mặt của cô ta có một cái điểm ăn tiền dữ lắm. Là điểm gì con không hiểu? Cái này là cái mục ruồi. Trời ơi Bảy ơi, một ruồi mà Bảy làm con hết hồn, con tưởng cái gì. Một ruồi mà ở trên mặt chẳng khác nào con dây chó. Trời ơi, con nghĩ tướng số, đừng nói Bảy nói bạ. Dạ. Nghe Bảy nói con nghe, cái một ruồi này á, ở trên mặt cô ta, người ta gọi là một ruồi dưỡng phu ích tử. Dưỡng phu ích tử? Ừ. Không hiểu. Có nghĩa là một ruồi này là một ruồi phò chồng đó. Một ruồi giúp đỡ cho chồng, làm cho chồng giàu sang phú quý. Mà bồ của con đúng không? Bồ của con là làm doanh nhân kinh doanh, gặp những người đàn bà này là chết mê chết mệt. Bảy ơi Bảy, Bảy ơi Bảy, vậy thì bây giờ mày giúp cho con đi Bảy ơi. Mày giúp thì sao mà bây giờ hả, chụp cô ta ra khỏi bồ con đi. Bây giờ hả, dù có nhảy vào dầu sôi lửa đỏ gì con cũng nhảy hết á Bảy ơi. Rồi, Bảy rồi, Bảy cứu con rồi, đi Bảy. Rồi để Bảy tính. Nói chung là cũng khó nhưng mà cũng có cách gỡ. Bảy ơi gỡ đi Bảy, gỡ đi Bảy, con thành tâm rồi nè Bảy. Rồi hả? Bảy gỡ cho con. Dạ. Bây giờ cô ta có một mục ruồi thôi đúng không? Dạ. Bây giờ Bảy sẽ chấm cho con 3 mục ruồi. Hả? Năm nay 3 điểm tốt, đó chính là phò chồng nè, mắng đẻ nè, chồng mê nè, được không? Trên cái mặt con còn được 3 mục ruồi. 3 mục ruồi điểm tốt con ơi, cái này tướng số, đừng so về nhan sắc, phải nói về tướng số là tốt dữ lắm. Không sao không sao. Bảy ơi, gì anh Khôi mà bao nhiêu mục thì là bao, đâu có sợ. Nhưng mà con ơi. Dạ. Được lòng trước mến lòng sau. Dạ. Bây giờ á, con Bảy nói con nghe nè, mỗi mục ruồi á là hơi đắt đó. Là bao nhiêu á Bảy? 500.000 một mục. Ôi trời ơi Bảy ơi. Rẻ quá à. Thì anh Khôi con sẵn sàng dâng cho Bảy. Bởi vậy người ta nói mà, cô nào chồng bỏ chồng chê, chấm dài cái mục chồng mê tới già. Ủa xí. Bảy ơi sao Bảy không có cái mục nào vậy? Ôi Bảy bà, đề này á là Bảy nguyện Bảy sẽ ở đây tới già không lấy chồng, mắt chấm chi cho cực dữ vậy. Nhưng mà Bảy sẽ giúp cho con. Chấm đi nào. Được rồi, chấm liền. Em chào anh Khôi. Ừ, sao chưa dễ. Chào em Tuyền. Dạ, chào chị. Chào em. Hả? Đứng yên đó. Dạ, sao? Cái gì vậy? Ôi, đừng có bôi. Cái này thầy mới chấm cho em đó. Chấm cái gì? Đây là một ruồi dưỡng phu ích tử. Là sao? Một ruồi này có ý nghĩa là chồng mê chồng. Là gì? Là chồng mê hết. Mê hết gì? Anh thấy nhìn như con dê chó trên mặt vậy đó. Ôi, không biết phong thủy thì có nói bị bà. Ôi. Hả? Chị Tiên. Vậy? Chị bị vậy lâu chưa? Du Duyên, ta được nên ta bị. Chết ra, cho chị làm gì? Anh tới rồi nè. Chào em. Và em đây. Đây. Rồi, em ngồi đây, em ngồi đây. Gì đó là cô à. Cô đã đến đây rồi à. Ủa gì vậy? Anh Khôi kêu em tới mà. Đó, mọi người đừng nói, để cho tôi nói. Chính ra. Thì ra là rồi. Cô ý, cô có một rồi. Cô công khai, cô tấn công ảnh cái gì. Nhưng mà cô nhìn kỹ lại tôi nói là mọi người để im để cho tôi nói. Trời, cô nhìn lại cô đi. Một rồi của cô là một rồi tầm thường quá. Nó ở một cái nơi của một cái vị trí là khiêm nhường quá. Trong khi đó cô nhìn tôi đi. Đây, thầy đã chấm cho tôi 3 mục nằm ở mặt tiền nè. Cô thấy không? Vì gần này cô không tấn công anh Khôi của tôi được đâu. Cái gì vậy Tuyền? Chị ơi, cái gì vậy? Nè, tôi nói cho mấy người biết nha. Cha sanh mẹ đẻ tôi có một ruồi rồi. Mấy đừng có lấy cái đó mà sàn sải tôi nha chưa. Nè, anh kêu tôi làm gì? Đến làm tóc chứ bộ. Mà tự nhiên giờ mấy người sỉ nhục tôi vậy. Bây giờ tôi không làm tóc nữa. Tôi đi về. Về. Em ơi, về. Em. Về. Chị. Chị. Không phải của ta đâu. Chị lộn người rồi. Ủa là sao? Không phải. Hả? Em làm gì? Xem đuổi khách vậy? Dạ.
À, không phải. Ừ, sao không nói? Nãy giờ em can chị mới. À, em ơi, em đâu rồi? Thiệt tình, em... sớm xác gì đâu á. Xin lỗi. Càng lúc càng... Cậu ta đó. Giải quyết đi, Ủa? Thôi. Anh nè. Đứng. Đây. Sao vậy? Có chuyện gì sao không gọi điện anh qua? Em qua đây làm chi? Dạ, em muốn gặp anh để em... Anh đi với em nha. Đi đâu? Dạ, đi... qua bên chỗ của em á. Làm gì? Em hỏi thôi mà. Làm gì? Ờ, chị ơi, chị... là cái gì của anh Khôi vậy chị? Câu này hỏi rồi. Dạ thì em hỏi rồi, em cũng biết rồi. Chị không phải vợ của ảnh cho nên cái chuyện ảnh đi với em là bình thường đúng không chị? Thôi đi tìm. Có nói gì đâu mà thôi. À Xuân à. Dạ. Mà đi đâu, chuyện gì? Dạ anh biết không, bên ekip của em á, cái anh làm tóc á, tạo mẫu tóc á, tự nhiên bỏ việc hả. Cho nên em thấy á, tay nghề anh rất là giỏi mà cũng đẹp nữa. Cho nên em tính mời anh qua bên ekip của em làm một sưu tập sắp tới của em á. Ờ, nếu mà như vậy á, thì nhất định anh sẽ tham gia. Dạ. Ừ, nè, thôi bây giờ em đi về trước. Dạ. Đi. Anh gom đồ rồi qua đón em. Dạ, có gì dạ. Anh qua em nha. Ừ, bye bye cả nhà. Anh Khôi, cái gì vậy? Tự nhiên cô ta nói cái là anh phải đi theo cô ta liền hả? Cái gì vậy Tiền? Sáng sớm nay em bị cái gì vậy? Hết đuổi khách rồi bây giờ lăn tăn chuyện gì ở đây? Đó là công việc và anh đi làm đó. Tới đây. Trời. Đây. Cậu Khôi. Chị ơi. Nè nè, chị Tiền đi đâu vậy? Chị đi bôi cái mụn rồi. Làm gì chưa? Nhưng mà bây giờ chị gặp đối thủ mạnh rồi đó. Mạnh gì mà mạnh? Thánh nữ gọi tôi vậy Thánh nữ. Ai gọi bà?